Hai vợ chồng cựu cảnh sát trưởng Hawaii bị bắt ra tòa. Kính thưa quý vị, ông Luis Keloha là và cựu cảnh sát trưởng của thành phố Honolulu từ bang Hawaii và vợ là bà Catherine Keloha, nguyên là một biện lý của tòa án, đã vừa bị ra tòa để truy tố vì 20 tội hình sự mà cả hai đều phủ nhận. Sau 4 năm điều tra thì bồi thẩm đoàn đã chấp nhận đưa hai vợ chồng ông bà Keloha ra tòa vì tội đã dựng chuyện vu oan để làm mất uy tín người cậu của bà Catherine Keloha, khiến ông này đã bị bắt giam vì người cậu này đã tố cáo bà Keloha lấy mất hàng mấy ngàn Mỹ Kim của bà ngoại già đã 98 tuổi. Chính quyền đã yêu cầu quan tòa bắt giam bà Catherine vì có bằng chứng cho thấy rằng bà này thường hay cản trở tư pháp, sử dụng nhiều cell phone đã được cài mật mã đặc biệt cùng một lúc và còn hay hăm dọa nhân chứng và trình các chứng cứ giả mạo. Quan tòa không chấp nhận yêu cầu này nhưng đòi hỏi hai vợ chồng ông Keloha phải đóng 100.000 Mỹ Kim tiền thế chân mới được tại ngoại hầu tra. Hai vợ chồng ông Keloha khi được tại ngoại vẫn tỏ ra vững vàng và vui vẻ chứ không sợ hãi.